Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa 46 năm, nhưng ký ức về thời khắc Kon Tum hoàn toàn được giải phóng vào ngày 16 tháng 3 năm 1975 và việc tiếp quản thị xã Kon Tum vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính, người cán bộ năm xưa. Cựu chiến binh Phí Quang Sơn, sinh năm 1949, nguyên chiến sĩ đại đội pháo binh thuộc tỉnh đội Kon Tum, người từng tham gia giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh, giải phóng căn cứ Măng Mút, đã không cầm được giọt nước mắt hạnh phúc khi đặt chân đến sân bay tỉnh Kon Tum vào chiều ngày 16 tháng 3 năm 1975. Ông cho biết, nhiệm vụ đầu tiên của đơn vị ông là xây dựng trận địa pháo bảo vệ cầu Đắc Ba La, bảo vệ thị xã Kon Tum, đề phòng kẻ địch thả bom đánh phá. Với ông, thời khắc giải phóng Kon Tum là không thể nào quên. Giây phút giải phóng thì đương nhiên là quá mừng, phấn khởi quá, thì nó thực sự ra là khát khao, mình đúng là khát khao được hòa bình, độc lập, tự do. Nó thực sự như thế, là khi vào là thấy được mừng quá, nó thực sự cái tình cảm, cảm xúc của mình là quá phấn khởi rồi. Vinh dự được tham gia đội hình tiếp quản thị xã Kon Tum vào thời điểm Kon Tum vừa được giải phóng. Đại tá Nguyễn Xuân Lan lúc bấy giờ vừa tròn 17 tuổi. Nhiệm vụ của ông cùng đồng đội trong lực lượng công an vũ trang lúc đó khá khó khăn. Đó là phải thực hiện bằng được chính sách hòa hợp dân tộc, gắn đảm bảo an sinh xã hội. Làm thế nào để người dân vùng mới giải phóng, hiểu, tin chính quyền cách mạng? Làm thế nào để những người lầm lỡ trong chế độ cũ, giác ngộ cách mạng là điều không dễ với lực lượng đảm trách nhiệm vụ này. Mới giải phóng là đúng là địch nó tuyên truyền, rồi có tuyên truyền là sẽ chia rẽ, sẽ xử nặng những người là tham gia chế độ cũ trước kia. Nhưng mà phải nói là dưới sự lãnh đạo của đảng, cái công tác hòa hợp dân tộc và đại đoàn kết, mình vận động, mình thuyết phục, mình cảm hóa, lần dần là họ theo. Đánh nhau đâu, đánh kẽn là đi họp ngay. Bà Đinh Thị Mỹ Hạnh, nguyên cán bộ H5, thành viên ban quân quản khi thị xã vừa được giải phóng kể lại. Ngày 16 tháng 3, bà cùng đồng đội vô cùng hạnh phúc khi được đi trên những tuyến đường phố Kon Tum giữa ban ngày, được nhìn thấy niềm vui của người dân hân hoan đón chào quân giải phóng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an dân, giúp nhân dân ổn định đời sống, đảm bảo an ninh lương thực, bà cùng đồng đội bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới. Cái niềm vui đó đúng như vậy, nó không thể kéo dài cái thời gian được, nhưng mà tiếp tay vào sự việc, tức là đi đón dân. Dân họ sợ, tức là từ trung tâm đi phố bộ, thì tranh thủ đón dân về. Chứ dân họ chạy hết vào phố bộ, họ kêu trong đó là quân không chết, cho nên họ đi hết. Thì tất cả là anh em đi đón dân, đón ở từ phố bộ, đón về, tức là vô qua của, tức là đi xuống như bà là cô á. Nhưng mà mình đi chưa đến đó, tức là qua của cầu, đi xuống tuốt nữa đi tới Hòa Bình. Thì đón dân về, cũng có đi làm dân là làm công tác tư tưởng cho người ta. Để giải phóng được tỉnh Kon Tum nói riêng và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nói chung, đã có nhiều người con ưu tú hy sinh. Họ không thể chứng kiến giây phút quê hương được giải phóng. Những người chiến đấu vì đất nước được hòa bình cũng chịu nhiều thiệt thòi như thương tật, ốm đau, và hy sinh cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Điều đáng trân trọng là nếu không có sự hy sinh, chiến đấu quên mình vì sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cha ông, thì có lẽ quê hương đất nước không có được hòa bình thống nhất và phồn thịnh như hôm nay. Bao nhiêu năm tham gia cách mạng, tức là hiến cái tuổi thanh xuân của đời mình. Tôi không có một cái gì ân hận và hối tiếc gì cả, mà thấy đó là vinh dự. Cái mong muốn là như thế này, kế thừa cái sự nghiệp cách mạng này là cái lớp trẻ, tức là phải xác định được tinh thần trách nhiệm để hăng say cái công việc, không có quản ngại khó khăn gian khổ, đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì đảng và nhà nước giao phó. 46 năm trôi qua, lớp cán bộ làm công tác tiếp quản thị xã Kon Tum ngày giải phóng, nay tuổi đã cao, có người đã nghỉ hưu và có người hiện tiếp tục tham gia công tác xã hội.
Họ luôn tự hào vì đã đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp cách mạng, cho quê hương Kon Tum được giải phóng và phát triển. Sự cống hiến đóng góp đó là tấm gương sáng, là động lực để thế hệ trẻ hôm nay cố gắng rèn luyện xây dựng quê hương Kon Tum ngày một phát triển.